Chào mừng các bạn đã đến với bản tin sáng ngày 21 tháng 5 trên kênh của bình luận viên Anh Quân News. Đêm ngày hôm qua thì bóng đá châu Âu đã chứng kiến hàng loạt ông lớn ra sân trong những trận cầu rất hấp dẫn. Vậy cụ thể các cuộc đấu này có kết quả như thế nào và còn tin tức gì đáng chú ý ở thế giới bóng đá hay không? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Đến làm khách trên sân của Nottingham Forest cùng một quyết tâm rất lớn, nhưng ít ai ngờ Arsenal lại trải qua một cuộc đấu khó khăn đến thế. Pháo thủ để Taiwo Awoniyi chọc thủng lưới ngay phút thứ 19 và hoàn toàn bất lực trong việc tìm được bàn gỡ hòa. Sự bế tắc này tiếp tục được thể hiện trong hiệp 2 khi tập thể Bắc London dù cầm bóng tới 82% nhưng không thể một lần chọc thủng lưới đối thủ. Chiến thắng 1-0 nghiêng về phía Nottingham Forest là kết quả cuối cùng của trận đấu và thất bại này đã khiến cơ hội vô địch EPL của Arsenal chính thức kết thúc. Được biết, Manchester City chắc chắn có lần thứ 3 liên tiếp lên ngôi ở giải Ngoại Anh bất chấp kết quả các vòng đấu cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola ra sao. Đến làm khách trên sân của Bournemouth trong bối cảnh rất cần chiến thắng để duy trì vị trí trong top 4, nên Man United đã nhập cuộc đầy quyết tâm. Quỷ đỏ sớm vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 9 với bàn thắng của Casemiro và đây cũng là pha lập công duy nhất của hiệp 1. Nửa sau của cuộc đối đầu chứng kiến việc cả hai đội lần lượt phung phí những cơ hội mà mình tạo ra và chiến thắng 1-0 nghiêng về phía Man United là kết quả cuối cùng của trận đấu. Chiến thắng này đã giúp thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag cân bằng điểm số với đội xếp thứ 3 là Newcastle, nhưng hiện họ vẫn đứng dưới chích chòe một bậc do thua kém về hiệu số bàn thắng bại. Phải tiếp đón Aston Villa trên sân nhà trong bối cảnh huấn luyện viên Jurgen Klopp bị cấm chỉ đạo và Liverpool đã có 90 phút tương đối khó khăn tại Anfield. Lữ đoàn đỏ để Jacob Ramsey chọc thủng lưới ở phút thứ 27 và hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ trước khi bước vào giờ nghỉ. Hiệp 2 chứng kiến sự cố gắng của The Kop trong việc tránh khỏi một trận thua khi họ cầm bóng tới 70% và cũng là bên tung ra được nhiều cú sút hơn. Các nỗ lực này sau đó đã được đền đáp bằng bàn thắng đầy cảm xúc của Roberto Firmino ở phút 89 và một điều cũng là kết quả cuối cùng của cuộc thu hùng. Với việc không thể có được chiến thắng thì cơ hội vào được top 4 của đội chủ sân Anfield đang là rất thấp khi họ hiện kém Manchester United 3 điểm nhưng đã đá nhiều hơn Quỷ Đỏ một trận. Mặc dù được chơi trên sân nhà trong cuộc tiếp đón Brentford, nhưng Tottenham đã có một trận cầu khiến cho khán giả vô cùng thất vọng. Gà trống là bên mở tỷ số trước ở phút thứ 8 do công của Harry Kane và đó cũng là điểm sáng duy nhất mà thầy trò Ryan Mason tạo được trong suốt hai hiệp đấu. Họ để cho Brian Mbeumo gỡ hòa ở phút thứ 50 và rồi chính cầu thủ này đã giúp Brentford vươn lên dẫn trước 2-1 không lâu sau đó. Chiến thắng của Bầy Ong tiếp tục được củng cố sau pha lập công ở phút 88 của Yuane Wissa và 3-1 cũng là tỷ số cuối cùng của cuộc đấu này. Trận thua muối mặt này đã khiến Tottenham tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 57 điểm sau 37 trận đã đấu. Được đá trên thánh địa Allianz Arena trong cuộc đại chiến với RB Leipzig, nhưng Bayern Munich lại tự làm khó mình trong cuộc đua vô địch. Hùng xám xứ Bavaria chỉ có duy nhất một bàn thắng do công của Serge Gnabry ở phút thứ 25 trước khi để đội bạn chọc thủng lưới tới 3 lần. Được biết, các nhân tố nổ súng cho đội khách trong cuộc đấu vừa rồi là Konrad Leimer, Christopher Nkunku và Dominic Szoboszlai. Trận thua 1-3 tai hại này đã đẩy Bayern Munich vào thế bị động trong cuộc đua vô địch Bundesliga khi họ hiện chỉ hơn đội xếp sau Dortmund 1 điểm nhưng đã đá nhiều hơn đối thủ một trận. Do đó, nếu đội bóng vùng Ruhr thắng trong trận cầu tối này thì câu lạc bộ áo vàng đen sẽ xoán ngôi của chính hùng xám và vươn lên dẫn đầu bảng. Trở lại Serie A sau thất bại tại bán kết Champions League và AC Milan đã rất biết cách xoa dịu người hâm mộ bằng một trận đấu tưng bừng trước đối thủ Sampdoria. Rafael Leao mở tỷ số ngay phút thứ 9 trước khi đội khách có bàn gỡ hòa không lâu sau đó. Tuy vậy, lão tướng Oliver đã lên tiếng rất đúng lúc với việc ghi một cú đúp để giúp đội chủ sân San Siro kết thúc hiệp 1 với việc dẫn trước 3-1. Hiệp 2 tiếp tục diễn ra theo chiều hướng có lợi cho Rossoneri khi Giroud có thêm một bàn thắng nữa để hoàn thành cú hat-trick, trong khi Brahim Diaz cũng thành công trong việc điền tên mình lên bảng tỷ số. Thắng lợi đậm đà 5-1 này giúp cho thầy trò Stefano Pioli níu kéo cơ hội vào top 4 khi họ vẫn còn 2 trận đấu nữa trước khi mùa giải khép lại. Sau khi sớm vô địch từ vòng đấu trước thì Barcelona đã bước vào cuộc đối đầu với Real Sociedad cùng với tâm trạng tương đối thoải mái.
Tuy vậy, ông lớn xứ Catalan sớm gặp bất lợi khi để thủng lưới ngay phút thứ 5 và hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ trước khi hiệp 1 kết thúc. Mọi việc sau đó tiếp tục xấu đi với thầy trò huấn luyện viên Xavi khi Real Sociedad nhân đôi cách biệt ở phút thứ 72 và phải rất nỗ lực thì Blaugrana mới có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Robert Lewandowski. Tuy vậy, đó cũng là pha lập công cuối cùng của trận đấu và Barcelona đành chấp nhận trận thua sát nút trước Real Sociedad. Trong thời gian vừa qua đã xuất hiện rất nhiều các tin đồn liên quan đến tương lai của Joao Felix và dường như việc này đã khiến ngôi sao người bồ khó chịu. Cụ thể, khi nhìn thấy một bài đăng có nội dung Newcastle là bên duy nhất muốn bỏ ra 100 triệu euro để mua mình thì chân sút 23 tuổi đã có hành động đáp trả cực gắt với bình luận: "Thật là một đám biết tuốt." Phản ứng này phần nào đã phủ nhận các tin đồn gần đây và khiến cho tương lai của Felix càng thêm khó đoán. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thì Mauricio Pochettino sẽ chính thức cầm quân ở Chelsea và ông thầy người Argentina được cho là đang xem xét mục tiêu trên thị trường chuyển nhượng của The Blue. Theo tờ Daily Mail, cựu huấn luyện viên Paris Saint-Germain đã bật đèn xanh cho tập thể Tây London chiêu mộ thủ môn Andre Onana từ Inter Milan. Thậm chí chiến lược gia 51 tuổi được cho là sẽ không phản đối phương án đưa một công thần trong đội là Mateo Kovacic vào một phần của cuộc trao đổi. Theo đó, tiền vệ người Croatia được đồn đoán khá nhiều về việc The Stamford Bridge trong thời gian qua và xem ra Inter Milan cũng là một bến đỗ không tồi với nhân tố 29 tuổi. Bất chấp việc có giữ lại Marcel Sabitzer hay không, thì nhiều khả năng Manchester United vẫn sẽ tìm cách tăng cường thêm nhân sự cho tuyến giữa của mình. Theo chuyên gia săn tin Fabrizio Romano, Quỷ Đỏ sẽ mang về ít nhất một tiền vệ chất lượng vào mùa hè và giờ là lúc Man United mở rộng phạm vi tìm kiếm. Được biết, ưu tiên của đội chủ sân Old Trafford vẫn là một tiền đạo mới, nhưng các nhân sự ở tuyến giữa hiện cũng là một phần quan trọng trong kế hoạch của Ten Hag trong mùa giải tới. Thêm một thông tin liên quan đến Manchester United thì một trong những ưu tiên của Quỷ Đỏ thời gian tới chính là giữ chân được tiền đạo chủ lực Marcus Rashford. Chân sút người Anh là một trong những nhân tố chơi tốt nhất mùa này của đội chủ sân Old Trafford và huấn luyện viên Erik ten Hag đã đảm bảo tương lai của ngôi sao 25 tuổi qua phát biểu: "Marcus Rashford muốn ở lại và chúng tôi cũng vậy." Sau khi giúp Napoli vô địch Serie A mùa này, thì huấn luyện viên Luciano Spalletti đã vướng phải những tin đồn về việc muốn tìm đến một bến đỗ chất lượng hơn. Tuy vậy, ông thầy người Ý đã phủ nhận toàn bộ qua tuyên bố: "Tôi chưa nhận được bất kỳ một lời đề nghị nào từ câu lạc bộ khác. Tất cả đồn đoán đều là giả mạo. Napoli phải làm rõ việc đó." Mùa giải đang trôi về cuối và giờ là lúc Arsenal cần cân đối lại các nhân sự trên hàng công của mình. Theo nhà báo David Ornstein, tập thể Bắc London nhiều khả năng sẽ giữ lại chân sút Nketiah và biến anh cùng với Gabriel Jesus thành những lựa chọn ở vị trí tiền đạo. Tuy vậy, một cái tên nhiều tiềm năng khác là Florent Balogun có thể sẽ không có được cơ hội như hai người đàn anh. Theo đó, nhân tố 21 tuổi sau một mùa giải thi đấu khá thành công theo dạng cho mượn ở Grimes đang đứng trước nguy cơ bị đội chủ sân Emirates bán trong thời gian tới. Roberto Firmino đang ở trong những tuần cuối cùng của ở Liverpool và giờ là lúc ngôi sao ở Brazil dành thời gian để tri ân những người đã sát cánh cùng mình. Trong số đó, chân sút 31 tuổi đã đặc biệt dành những lời nhắn gửi rất chân thành đến hai cạ cứng đã từng cùng anh đoạt nhiều vinh quang là Salah và Mane. Được thi đấu bên cạnh hai chàng trai này, những cầu thủ hàng đầu là một niềm vinh dự và tự hào đối với tôi. Tôi rất thích được chơi cùng với cả hai và những kết quả mà chúng tôi cùng nhau đạt được. Ferland Mendy đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn khi chấn thương khá nhiều và mới chỉ ra sân 16 lần ở La Liga năm nay. Điều này khiến nhiều fan của Real Madrid không hài lòng và cho rằng câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha nên sớm chia tay hậu vệ người Pháp. Tuy nhiên, huấn luyện viên Carlo Ancelotti dường như vẫn giữ được sự kiên nhẫn với học trò của mình và ông đã lên tiếng khẳng định việc muốn giữ chân nhân tố 27 tuổi thêm ít nhất một mùa giải nữa. Dù thất bại trước Man City tại bán kết Champions League đã qua được vài ngày, nhưng dường như tâm trạng của Vinicius vẫn chưa được cải thiện. Điều này đã được ngôi sao người Brazil thể hiện rất rõ qua phát biểu mới đây: "Sau tất cả những gì đã làm trong năm nay nhưng lại không vô địch Champions League và La Liga khiến tôi hơi thất vọng. Tôi sẽ đánh đổi tất cả các bàn thắng và kiến tạo của mình để góp mặt trong một trận chung kết Champions League khác." Mặc dù đã luống tuổi nhưng với kinh nghiệm dày dạn thì Jordi Alba vẫn là một cái tên có sức hút trên thị trường chuyển nhượng. Theo đó, hai đại gia của bóng đá Ý là Inter Milan và Juventus đang quan tâm đến hậu vệ 34 tuổi và sẽ sẵn sàng chiêu mộ cầu thủ này nếu anh quyết định rời khỏi Barcelona. Được biết, nếu không thể tiếp tục hợp tác thì ông lớn xứ Catalan sẽ chấp nhận để Alba rời đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Cũng liên quan đến Barcelona thì mới đây ngôi sao Frenkie de Jong đã lên tiếng phủ nhận mọi đồn đoán về việc từng không hài lòng với chủ tịch Juan Laporta của ông lớn xứ Catalan.
Cụ thể, tiền vệ người Hà Lan đã khẳng định sự tôn trọng dành cho vị quản lý 60 tuổi có phát biểu: "Mối quan hệ của tôi với Laporta vẫn ổn và nó chưa bao giờ xấu đi. Tất nhiên mùa hè năm ngoái cũng có tình huống này kia, nhưng mối quan hệ của tôi và ông ấy rất tốt." Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu hết những thông tin đáng chú ý nhất về bóng đá thế giới trong 24 giờ qua. Đêm nay thì một số ông lớn sẽ ra sân và chúng ta sẽ cùng chờ xem có bất ngờ nào xảy ra hay không. Còn giờ thì xin chào và chúc các bạn có một ngày Chủ nhật thật vui vẻ và bình an.